Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng đi có đồng chí Trần Quỳnh Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy. Các gia đình được đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đến thăm gồm thương binh Lưu Đình Trọng và bệnh binh Phan Trọng Thư ở xã Xuân Hồng, ông Nguyễn Văn Đạt, thương binh già cả ốm đau và ông Nguyễn Đắc Dần, thương binh ở xã Xuân Lam.